trên Facebook cá nhân, Trấn Thành đăng tải ảnh chụp cùng Mono kèm dòng trạng thái không có đồn bệnh nữa nha, tội nghiệp tụi tôi, mất tình đồng nghiệp hết. Tôi luôn muốn nâng đỡ và ủng hộ những tài năng trẻ có triển vọng và sống tử tế trong nghề. Bản thân tôi thấy Mono là một ca sĩ đầy tiềm năng và nhạc bạn ấy có cá tính riêng nên tôi thích. Bạn ấy ngoài đời cũng rất lễ phép và dễ thương nữa, nên mọi người đừng đẩy câu chuyện đi quá xa sự thật nhé. Trước đó vào thời điểm Mono lần đầu trình diễn lại like ca khúc Quên Anh đi trên sân khấu. Tuy ngồi ở hàng ghế khán giả nhưng Trấn Thành đã không có hành động cổ vũ cho đàn em. Vì lẽ đó, trên mạng xã hội bắt đầu xuất hiện nhiều tin đồn cho rằng Trấn Thành thiếu thân thiện với em trai Sơn Tùng BTP.